Xin kính chào quý vị và bà con, mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 17 tháng 4. Thưa quý vị và bà con, do vùng áp thấp nóng chi phối nên đêm nay toàn khu vực Bắc Bộ trời phổ biến ít mưa và nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 cho tới 23 độ. Sang ngày mai, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài trong ngày, nền nhiệt tăng thêm từ 1 đến 3 độ so với ngày hôm nay. Vùng ven biển dao động từ 30 cho tới 32 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng mức nhiệt cao hơn trong khoảng là từ 33 cho tới 35 độ. Đặc biệt, tại các tỉnh phía Tây, bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là từ 35 cho tới 37 độ, trời nắng nóng. Thưa bà con, hiện nay một số khu vực trên địa bàn huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ, châu chấu tre lưng vàng đã phát sinh và gây hại với diện tích bị nhiễm 3,5 ha đồi, rừng, bờ cỏ, bờ tre và lúa. Thời gian này, thời tiết tại Phú Thọ nói riêng cũng như Bắc Bộ nói chung thuận lợi cho châu chấu tre lưng vàng sinh nở với mật độ rất cao và gây hại trên tre lúa ngô với quy mô lớn. Trước tình trạng trên, để chủ động phòng trừ châu chấu, bà con tại đây cần kiểm tra thường xuyên các đồi rừng trồng tre, ruộng lúa, ngôi ven rừng để phát hiện sớm và phun trừ kịp thời các ổ châu chấu mới nở. Bên cạnh đó, bà con nên áp dụng các biện pháp tổng hợp để diệt châu chấu. Trong đó, coi trọng biện pháp thủ công. Đối với những ổ châu chấu trên đồi, rừng khô, áp dụng các biện pháp thủ công hoặc châu chấu đã di chuyển thì tổ chức phun thuốc trừ châu chấu tập trung. Bà con lưu ý pha và phun thuốc theo hướng dẫn trên bao bì. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ. Do cũng chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng, trong đêm nay và ngày mai, toàn khu vực trời phổ biến không mưa, ban ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi có khả năng tăng lên ngưỡng là từ 35 cho tới 38 độ. Trong đó, vùng nóng hơn sẽ là các tỉnh thuộc vùng núi của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Với các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp hơn chỉ ở mức là từ 32 cho tới 35 độ. Trong khi đó, khu vực còn lại bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục chịu sự chi phối của hệ thống áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì kiểu thời tiết không mưa và nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 cho tới 35 độ và ở Tây Nguyên là từ 33 cho tới 36 độ tại khu vực Nam Bộ. Trong đó, các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nắng nóng cùng độ ẩm trong khí giảm xuống ngưỡng là từ 40 đến 45%. Thời tiết nóng bức hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Bộ không những là nguy cơ cháy nổ tăng cao mà còn ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc cây trồng, đặc biệt là cây cà phê ở Tây Nguyên, vì đây là giai đoạn cây đậu quả và cần nhiều dinh dưỡng để phát triển nhất. Do đó, để chăm sóc tốt nhất cây cà phê, thì bà con nên áp dụng tổng hợp các biện pháp như bón đầy đủ cân đối đạm, lân, kali để tăng cường sức đề kháng cho cây, bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng và vi lượng. Bà con nên bón phân cùng với lượng nước tưới bằng cách xả nước vào bồn tưới, sau đó giải phân vào bón, rồi tưới giúp cây hấp thụ phần tốt hơn, tránh thất thoát. Tiến hành tỉa cành thường xuyên để tạo sự thông thoáng cho cây, đồng thời hạn chế sự chia sẻ dinh dưỡng của cây cho các cành không cần thiết. Việc tỉa cành cần tiến hành một cách cẩn thận bằng cưa hay là kéo sắc. Cần phòng tránh một số bệnh hay gặp trên cây như dẹp sáp, dẹp vẩy, bọ xít. Tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho tới 37 độ, độ ẩm trung bình từ 73 cho tới 78%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho tới 25 độ, cao nhất từ 32 cho tới 35 độ và độ ẩm từ 75 cho tới 80%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho tới 25 độ, cao nhất từ 34 cho tới 37 độ, vùng núi có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình từ 73 cho tới 78%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho tới 26 độ, cao nhất từ 32 cho tới 35 độ, độ ẩm trung bình là từ 78 đến 83%. Tây Nguyên mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 cho tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ và độ ẩm trung bình là từ 75 cho tới 80%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho tới 26 độ, cao nhất là từ 33 cho tới 36 độ, độ ẩm trung bình từ 78 cho tới 83%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.